Đây, nồi kiểm của mình cũng xong xuôi ha. Khoai lang nè, khoai mì nè, khoai môn nè, bí gợ nè. Và cái trái gì đó quên rồi. Sạc kê. Trái sa kê. Có nhiều không nhớ. Rồi chuối nữa. Trời ơi, nó thơm ngào ngạt luôn. Đậu phộng. Rồi hột sen. Hột sen nó trốn đâu rồi? Đây, hột sen ngon lắm các bạn ơi. Xin chào các bạn, chúc các bạn mình ngày mới vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Hôm nay hai vợ chồng mình chia sẻ món chè kiểm. Món chè kiểm thì gia đình mình có những nguyên liệu như thế này nè. Đây là bí đỏ nè nha, khoai mì, môn, khoai lang và mít. Không quên có trái sa kê. Sa kê để vô cái món chè này rất là ngon nha các bạn. Và hột sen, đậu phộng, nấm mèo, bột khoai, bột bán, nước dừa và chuối. Món chè kiểm của mình ở đây cũng có cái hồ kỳ. Hồ kỳ mình đem đi chiên rồi mình để vô ăn rất là ngon. Rồi, mời các bạn cùng vào bếp với mình. Xin mời nghe. Khoai môn mình đứng sắc cục nhỏ nhỏ như nghe các bạn, đừng mình khi mình múc ăn á nó vừa miệng. Bí rợ cũng vậy. Rồi khoai mì nè. Ủa cái này là Sạc kê. sa kê. Rồi khoai lang. Rồi khoai mì. Khoai mì thì mình bắt cái nồi nước nè. Mình bắt cái nồi nước, mình để cái nước dảo á. Mình chưa nêm gì hết đó, mình chỉ để cái nước dảo của nước dừa đó. Thì mình thả khoai mì vô trước nha. Nó sắp sôi rồi mình thả vô trước. Còn chuối ở đây là mình cũng cắt cục nhỏ nhỏ nha các bạn. Nhưng mà mình phải ướp. Mình ướp một chút muối. Ướp một chút muối với lại đường. Lúc mình để đây khi mà nấu tất cả các món xong hết mình mới để chuối vô. Còn bên đây thì mình cũng chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Mít thì mình xé sợi sợi vậy nha, mình cắt sợi sợi. Còn cái hột sen á, thì mình đã luộc xong, đậu phộng mình cũng luộc. Đó, còn cái bao nước dừa này là khi mà mình nhắc xuống nước dừa cốt á, mình nhắc xuống mình mới để vô, với để vài ống vani vô cho nó thơm. Rồi, ở đây thì bột bán với lại nấm mèo, bột khoai xong xuôi hết rồi đó. Giờ chỉ là nước sôi mình thả từng món vô. Giờ thì mình nêm ở đây một muỗng cà phê muối nha các bạn, muỗng cà phê muối. Rồi dù là đậu phộng mình đã luộc mềm rồi nhưng mà cũng chưa có mềm dữ lắm, mình cho vô đây trước luôn cho nó có độ bùi đó nha. Rồi tiếp tục là cái hột sen. Hột sen cũng mềm nhưng mà chưa có mềm lắm, mình cũng cho vô trước. Bọt này mình không có vớt nha các bạn. Cái này là nước dừa đó, mình không có vớt. Đó. Kế tiếp là mình cho cái nấm mèo. Các bạn có thấy gì lạ không? Đồ nguyên liệu nhiều quá, mình phải thay cái nồi khổng lồ này. Chứ không thôi là không đủ. Lâu lâu mình nấu cho bạn bè lối xóm bà con ăn luôn.
Món chè kiểm này rất là đặc sắc nha, có đủ hết trơn đó. Thì mình cho mít lên, mình để này cho nó sôi, cho nó hơi mềm chút rồi mình đổ tiếp. Rồi bây giờ mình cho từng tự các món vô nha, bí nè, khoai môn nè, bên đây thì sa kê với lại khoai lang. Và cho bột bán luôn. Rồi mình cũng để đây cho nó chín xong mình mới để chuối vô. Để tiếp mình cho chuối vô nha. Mình nêm vô cái nồi này là 600 g đường. Mình chừa lên chút đi. Nếu mà nó ngọt quá thì thôi, còn nếu vừa thì thôi, còn ngọt quá thì còn chưa ngọt thì mình để vô thêm. Rồi kiểm mình tất cả đều chín hết rồi nha các bạn. Đây, rất là thơm ngon. Bây giờ thì mình cho một chút bột vô. Không thể nào không có bột. Mình ở đây mình cho một muỗng bột năng với một muỗng bột bắp nha. Chứ còn thôi là nó giòn, nó thấy lỏng bỏng như lắm. Đây, sen nó cũng mềm, khoai môn, đậu phộng, bí rợ, mít. Mít hồi nãy mình để hơi sớm, nó bay mùi thơm ngào ngạt và cũng giờ thì nó cũng hơi nhừ. Mình để hơi sớm nha các bạn. Bây giờ thì mình để nước cốt dừa vô nè. Nước cốt đó nghe. Mình tắt lửa mình để nước cốt. Nước cốt xong rồi mình để vani. Vani cho có mùi thơm của nồi chè nghe. Đó. Ngon quá. 2 ống, 4 ống mới đủ. Các bạn thấy không? Thơm ngon, ngào ngạt. Nấm mèo, bột khoai, bột bán, chuối nè, chuối nó ra mùi cũng thơm lắm nè. Rồi sa kê, khoai môn, khoai mì. Giờ cái chót nữa là cái gì biết không? Đây, hồ kỳ. Hồ kỳ mình đã chiên, mình ăn bao nhiêu á, thì mình để vô bao nhiêu, mình chiên nhiều lắm nhưng mà không có để vô hết nha. Đây, ngon quá các bạn ơi. Có thêm hồ kỳ nữa. Bột khoai, bột bán. Khoai lang, bí rợ. Rồi bây giờ thì cho ra tô nha.
Cho đây một miếng đậu phộng. Rồi, xin mời các bạn cùng thưởng thức món chè kiểm với mình. Đây, chè kiểm thì gồm có hồ kỳ chiên nè, nấm mèo, chuối, mít, khoai mì, sake, đậu phộng. Đậu phộng bên đây cũng hột sen, khoai lang nè. Đó, giờ mình ăn một miếng, thử một miếng nha. Khoai mì nãy khoai mình mày để trước nè, nó ngon lắm nè. Ăn một miếng rồi. Khoai mì này á, nó vừa bột mà nó vừa kè. Miếng đậu phộng. Đậu phộng nó cũng bùi lắm. Tại vì hồi nãy mình hôm qua là mình ngâm trước một đêm rồi đó. Rồi xong mình nấu. Nấu rồi mình để nó vô sớm nữa. Bởi vì nó bùi. Giờ mình ăn miếng chuối nè. Chuối mình làm không có làm chuối mùi. Mình làm chuối hơi hơi chín rồi. Thì nó dẻo lắm. Ăn rất ngon. Để cho đây miếng nước nữa. Hột sen nó mất tiêu rồi. Đây. Hột sen mình có mua hột sen khô. Xong rồi mình ngâm. Mình ngâm nguyên một đêm luôn. Sáng mình cũng nấu nấu giống như đậu phộng vậy đó mình, nhưng mà không có nấu chung. Khoai sake. Sake ăn cắt bên đây một miếng nha. Miếng sake. Sake nó ngon. Phải nói là nó ngon. Chè kiểm của mình cũng đã hoàn thành rồi đó. Rồi mình múc lên mình ăn. Món nào ra món đó. Đó. Món nào ra món đó. Nó không có bị bấy nhầy. Rồi xin cảm ơn các bạn đã ghé kênh giúp hội cho mình nha. Chúc các bạn mình lúc nào cũng an lành, sức khỏe. Rồi xin chào.